mấy con tròn này của mình nuôi mình thả ra này các bạn. Bởi vì có những bạn mình nói mình nuôi nhiều khi sợ nó không có, mình không có làm quen với nó thôi. Mình nuôi mình làm quen với nó thì nó cũng như con mèo con đó, mình nuôi mình thả ra ngoài sân nó leo lên cây chuối nè, thấy không? Đó, mình gần gũi mình quen nó thì nó cũng không khác gì con mèo. Nhưng mà mình phải gần gũi nó từ nhỏ thế này, mình bắt mình thả mình gần gũi nó từ nhỏ thế này đó, thì nó chạy ra đây là mình cho nó ra nó chơi nó giỡn ở ngoài cây chuối này thôi các bạn. Đó, chạy năng xăng nó giỡn vậy nè, khác gì con mèo đâu. Mà nó khỏe mạnh lắm, nó vận động như thế này nè, có khi mình để nó cả thời gian rất là lâu cho nó chơi cho đã chừng nào ấy rồi mình mới cho vô. Mà cảm thấy nó đã rồi mình mới cho vô, còn bình thường mà thả đấy giỡn nó mê đó, không khác gì bầy mèo con đó bạn. Cái gỗ mình, cái rổ mũ này mình cho nó vô để mình bưng nó ra, chứ bình thường thì nó ở trong trại trong đó, chốt ở trong đó hết, lồng trại mình cho nó ra đây cho nó chơi cho nó khỏe mạnh, con chuồng mình nó vận động nó khỏe mạnh. Cho nên khi mình nuôi mà mình gần gũi nó đó thì nó rất là hiền này các bạn, cầm thấy bắt lên bình thường này thấy không. Con này con chuồng đực này đây, rất là thương, chạy lăng xăng như bầy mèo con vậy đó. Bắt ôm nó cũng rất là dễ, không có cắn gì các bạn. Mà với điều kiện là bắt mà có, không phải bầy nào mình cũng chăm được như vậy đâu. Tại đây mình muốn làm mà cho mình chăm sóc nó để nó gần gũi như con mèo để các bạn thấy thôi, chứ không phải mà nó đẻ nhiều lắm đâu, có bầy nào mình cũng chăm như vậy được. Bầy nào mà mình chăm sóc gần gũi nó, bắt nó hoài thì thả cho nó ăn, nó giỡn, nó đi ra ngoài sân thì nó chơi hoài, nó quen, bắt nó hoài, nó không bao giờ cắn, nó đã quen mình như vậy thì không khác gì con mèo các bạn, không bao giờ cắn mình đâu. Lâu lâu quay vui chơi chia sẻ khoảnh khắc đam mê với các bạn. Đấy, nhiều khi là mình nói là con chuồng nó rất là dữ dằn, mình mà lơi khơi nó cắn mình là dập xương rồi ra máu luôn. Nhưng mà mình nuôi nó từ nhỏ mình không gần gũi nó, tại vì mình nuôi với cái số nhiều nên nhốt ở trong lòng á. Cứ còn mình gần gũi nó thế này mình thả, thế thì thả nó ra ngoài giường này. Bạn xuyên xuyên ngày nào cứ xuyên rồi sạch sẽ mát rồi thả nó ra cho nó chơi. Cái giỡn này các bạn thấy không? Có khác gì bầy mèo con đâu. Đó, mà cái này nó trên 1 kg hết rồi, không còn nhỏ nữa. Có điều nó quen với mình rồi nó không cắn. Bắt nó hoài ngày nào cũng vậy, nó cho nó ăn là nó không cắn nữa các bạn. Đấy, các bạn thấy đi chơi ngoài không, khác gì bầy mèo đâu. Đấy, mê lắm. Đấy, thì đang sang này, mình thì rảnh rảnh hôm nay trời nó hơi khô ráo này, mình thả cho nó đi chơi chứ. Bởi vì nuôi con chuồn hương này ngoài cái mục tiêu làm kinh tế ra thì mình cũng là một cái thú vui, nhất là đối với những người mà thất nghiệp không có công ăn việc làm, hay những người cán bộ về hưu, hay là những người không có việc làm nói chung, thì mình làm cái này nó không bị lao lực nhiều lắm, thì chủ yếu là cái công sức chăm sóc đối với những người lớn tuổi là phù hợp, nói không phân biệt gì ai, là cái mục tiêu rất là rẻ. Các bạn nói là bây giờ mà lâu dài thì không biết, nhưng mà trước mắt mình nuôi gần 10 năm rồi đấy, nhưng mà làm cái gì mà hơn nuôi con chuồn hương này. Bây giờ bạn đi làm thuê làm mướn cho ta làm xa vợ con xa quê hương, mà một năm mà kiếm được khoảng 100 triệu trở lên là thấy rất là khó. Nhưng mà đối với con chuồn hương này mà các bạn làm tốt thì cái mức vài trăm triệu là cái mức thấp nhất, mức bỏ, còn ta làm ta thu tiền tỷ. Bản thân mình cũng đã từng trải qua và mình đã làm trong những cái số đó rồi.
Đặc biệt cái này đam mê giống như cái trò chơi gì đó, mê lắm, nuôi nó mê lắm. Hôm nay là ngày thứ hai, hôm nay là 21, hôm nay là 31 rồi, tháng 7 năm 2023, 31 tháng 7 rồi, thứ hai. Mình thì mình nghỉ hưu rồi cho nên là mình có thời gian, chứ còn như ta đi làm việc thì giờ này bận rộn hết. Mình thả thôi chứ bình thường xong thì nhốt nó vào trong những cái ô lồng như này hết. Đây là những người hùng đấy, được chiến nha các bạn, con nào cũng 6 kg, 6 kg mấy hết. Cặp này thì phần tơ, cái này mới đẻ xong rồi hôm nữa các bạn, đẻ lúc 9 giờ đêm hôm qua này, được khoảng 10 tiếng đồng hồ. Thông thường buổi sáng này thì nó đi ngủ hết rồi các bạn. Nay chia sẻ cái khoảnh khắc đam mê với các bạn ơi. Cái này thì đẻ được 2 ngày thì cứ nằm ôm con cuốn cứ ngắt này. Thôi, sáng nay vui vui chia sẻ khoảnh khắc nuôi chuồn hương với các bạn thôi. Lâu rồi mình cũng không có làm YouTube để phát ra mạng chia sẻ với các bạn. Trong cái đam mê của mình thì lâu lâu mình hay làm những cái YouTube để chia sẻ những cái kinh nghiệm, rồi trong cái quá trình cái đam mê, những người mà có cùng một cái đam mê nuôi chuồn hương. Tuy nhiên thì trong khi mình thì mình phát YouTube, mình không phải là làm kinh doanh lấy tiền, mình chỉ chia sẻ thôi. Chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi những cái khía cạnh mà trong cái phạm vi nuôi chuồn hương ấy. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái ảnh hưởng tới một số anh em mà mình nhiều khi mình nói thật quá thì ảnh hưởng tới cái khía cạnh cái túi tiền của một số anh em, cho nên người ta phản ứng lại là ta rất là buồn. Giống như hôm trước mình có làm cái YouTube, mình chia sẻ là anh em mua đừng có mua trôi nổi ở ngoài, là ta nói đặt cọc rồi bao nhiêu ngày ta giao đó. Thì mình nói thì nói thật tình chia sẻ với những anh em trong cái phạm vi là tìm hiểu mua chuồng hương. Tuy nhiên cũng ảnh hưởng tới một số các cái nhà kinh doanh mà ta mua bán, người ta phản đối lại là mình dữ dội lắm. Nên trong khi mình chia sẻ thì cũng có nhiều những cái nó, mình thì mình thật lòng thật tình thôi chứ không có gì, nhưng mà cũng ảnh hưởng tới cái kinh tế hoặc một số túi tiền của một số người, ta phản ứng rất là mạnh mẽ, cho nên mình cũng hơi là hạn chế. Hôm nay chia sẻ khoảnh khắc đam mê với các bạn thôi nha, tạm biệt các bạn nha. Bye bye, see you again. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem video. See you on Sunday. Hẹn gặp lại các bạn Chủ nhật nha. Đam mê lắm, chạy năng sang chơi rồi.